Xin chào toàn thể các quý bà con, cô bác nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý bà con, cô bác cái vườn ươm của nhà em. Đây là vườn ươm một kết này. Vườn ươm này thì nhà em đang tiến hành ghép được một lửa rồi. Hiện tại cái cây giống nó cũng đang khá là phong phú, nhiều, nên là bà con cứ thoải mái mua cây nhé. Đây, còn đây là một cái bác ấy đang đến vườn nhà em để giao lưu, học hỏi kỹ thuật thêm về cái cây giống mà bác đang muốn lấy luôn cây tại vườn. Không cắt đi, em phải làm gì có cái gì đâu mà cắt à. Không có cái gì để cắt đi xin. Con này sau khi ghép xong thì thỉnh thoảng nhà em phải đi để ý xem là những cái cành, những cái mầm thực sinh ấy, nó mà ra cả cái mầm dài là phải cắt luôn. Cắt luôn như này để nó không hút cái chất dinh dưỡng của mắt ghép nhé. Nếu mà bà con cứ để cái mầm thực sinh nó dài đấy không thì nó sẽ hút hết cái chất dinh dưỡng của mắt ghép thì mắt nó sẽ chết đấy. Đây này, bà con thấy không? Cây này đang mắt đang cành thực sinh rất là dài nên là thành ra là cái mắt ghép nó không lên được. Phải cắt ngay. Ừ, đây là những cây bà con thấy này, những cái cây mà nó cái mắt ghép nó dài quá ấy, là nó sẽ hút hết cái mầm ghép đấy, cái mắt ghép nó teo đi nó chết đấy. Nên là khi bà con lấy cây về trồng ấy, trong cái thời gian đầu khoảng 1 đến 2 tháng đầu là bà con phải thường xuyên ra thăm vườn. Những cái cành, đây là những cái cành của cây thực sinh nó ra như này, bà con phải cắt luôn từ cái lúc nó mới nhú nhá. Nếu mà để dài như này nó sẽ hút hết chất dinh dưỡng mà nó teo cái mắt ghép này đi đấy. Nên là nhiều bà con này rồng lại tầm tỏ ra sau một thời gian không ra cái mắt ghép nó chết hết. Chết là vì do cái mầm thực sinh nó hút hết dinh dưỡng ở ngoài đâu đấy. Nó hút hết nước thì làm gì còn cái nước dinh dưỡng hay là còn cái chất gì đưa lên mắt ghép mà mắt ghép nó sống được. Đây là phải cắt luôn. Cắt luôn cái mầm này. Cái mầm này, cây này, cây nó chết rồi. Cắt đi là cây nó hỏng. Cây nào sống thì tao chết. Phải để nuôi dài thêm. Ừ, thì phải để cho cây nó tươi. Chứ bây giờ cắt đi là nó chết cây luôn. Thế á? Cây không, nó chết luôn. Cây chết luôn rồi. Không nuôi cái gì đâu mà nó chết. Nó chẳng chết. Nó chết thì nó khô cây đi. Ừ. Nó hào ghép thì mới cắt lại. Không thì cứ đẩy đi nữa. Để cái hạt to hoài. Của bác thân đang bật là vào rồi.